Chào mọi người và các bạn nha. Thì mà các bạn ơi, thì mà lúc 10 giờ trưa này các bạn thì có đưa một cụ bà đi về nơi ăn nghỉ cuối cùng luôn các bạn ơi. Cụ bà đã ở chân là đường 3 tháng 2 cái Nhâm Mang Thích Vĩnh Long luôn các bạn ơi. Thì hôm nay Tí La Cà Lăm sẽ quay cho các bạn xem nha. Xe rồng đó các bạn thì chạy lại nha, đặng là chuẩn bị chở bà đi về ăn nghỉ cuối cùng luôn các bạn ơi. Mà các bạn thấy thì giờ là có một chiếc xe cẩu chạy tới nha, đặng mà chở bông hoa đi luôn, đi chuẩn bị đưa bà về nơi nghỉ cuối cùng luôn các bạn ơi. Chưa đó, chưa.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô. Đưa nhục thân của mẹ chúng con về nơi an nghỉ cuối cùng. Giờ này các đại điển, chúng con thành tâm cung thỉnh với ngài hoan hỷ từ bi. Hồi sáng là phát hoàng là để bái quan bắt đầu lui ra. Nam mô A Di Đà Phật.
Thank you.
Thì các bạn thì sớm như các bạn thì Tí La cũng có quay cho các bạn xem. Thì hôm nay đưa một cụ bà về nơi nghỉ của bạn, thì giờ đưa một cụ bà đó tới trong cái ngôi chùa đó các bạn, để mà cúng cho bà. Thì sớm như Tí La Cà Lâm quay thì giờ cũng thôi, giờ Tí La Cà Lâm kết thúc video ở đây luôn các bạn. Mình mong các bạn ủng hộ cho Tí La Cà Lâm, bạn hãy cho Tí La Cà Lâm một like và cái chia sẻ luôn các bạn. Các bạn hãy cho Tí La Cà Lâm cái đăng ký kênh luôn nha các bạn. Giờ Tí La Cà Lâm bye bye các bạn nha, bye bye.